Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay là ngày thứ 39 nè anh em ơi. Cuối cùng tôi cũng được ra liên server nha. Vừa chọn xong quên nữa. Cuối cùng thì hôm nay mình cũng được đi ra liên server anh em ạ. Thiệt chứ phải nói là đi ra được liên server nó rất là mừng. Dữ lắm mới ra được lần. Đó, để phải tên tôi chưa? Liên server. Đó, ghê 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 chưa? Rồi thì hạng bưu tám mới được ra liên server, cho nên em đi bơi 4 là khó lắm, khó ra liên server dữ lắm, khó ra liên server dã man lắm luôn, cho nên mình ra được liên server là mình mừng lắm rồi. Ok thì cái series của mình là men đến kiểu giải trí thôi nha anh em, đừng có đặt nặng với vấn đề kỹ năng hay là logic hay là cái gì trơn á. Nói chung là tôi chỉ muốn đem đến anh em trải nghiệm vui vẻ thôi, chứ mà nói về kỹ năng tôi hù hết, tôi kỹ năng tôi kém lắm mấy ông à. Build tem tôi gà lắm, cho nên là tôi chỉ lên làm giải trí cho anh em xem thôi, cho nên em đừng đặt nặng vô vấn đề và kỹ năng build như sao cho nó hợp lý. Còn những cái gì mà build hợp lý tôi đã hướng dẫn cho anh em xong ở bên cái những cái review đồ này nọ thôi. Bên review tôi thấy là kinh nghiệm của tôi là tôi tích ra để tôi hướng dẫn cho anh em build thôi. Chứ mà nói tôi ra mà chơi với những ông mà đô la thằng trưởng thì mấy ông làm sao mà so sánh được. Mấy ông nạp mấy tỷ vô trong khi con ngạc rồi mấy ông nạp chừng vài chục triệu vô, thì cái nào hợp lý thì tôi chỉ cho mấy ông thôi theo tôi biết, còn cái nào không hợp lý thì thôi tôi không có khuyên mấy ông. Cho nên là mấy ông đừng đặt nặng vô cái vấn đề mà gọi là chơi hay chơi dở như thế nào, tích con ngạc chơi như thế nào cho nó hợp lý. Đồng ý thì khi mà anh em mình build 3 build 4 thì đương nhiên tài nguyên nó sẽ tốn ít hơn và mình sẽ được những thứ khác ok hơn. Khi mình lên build 8 thì nó sẽ nặng nề hơn, cảm giác như tem không được cứng cáp thôi. Nhưng mà riêng meta võ thánh này á, build thiên tướng võ thánh build 8 là không có gì sai anh em, nó vẫn bình thường, chơi vẫn ok. Rồi hôm nay thì mình đã có ngọc rồi, hôm qua mình sạch ngọc thì bữa nay mình có 20.000 ngọc, cho nên mình tán vui trận pháp thì anh em sẽ thấy sức mạnh nè. Bữa nay tôi hủy diệt thằng đó như thế nào nè mấy ông, sẽ chết mẹ tấn tấn kia mà trời, một con lưới bố, một lưới thực, một hai con tôm tỏ. Wow, vậy là mình phải tốn thêm tướng cam để luyện trận pháp rồi, anh em thiếu tướng cam nhiều như sao. Rồi tốn thì tốn, như sao giờ trận pháp là bắt buộc rồi, bắt buộc là mình phải chơi thôi chứ sao giờ. Chắc mở nó lắc gọn em ơi, trời ơi, giờ mình sẽ chạy đi muốn mảnh tướng công tôn tỏn để mình làm một con này, công tôn tỏn đúng không, tại vì nãy mình có sẵn một con đúng không. Quân đoàn đâu rồi ta, mày thấy quân đoàn không vậy? Đây chắc có lẽ đây là quân đoàn quần nằm cuối cùng. À, công tôn tỏn thì điểm này mình có 82.000 thôi, mình sẽ mua thêm 1 2 3 4 45 mảnh lắm đó. Mấy cái này thì mình cũng ít có chăm nên cho nên là mình những cái như này mình ít chăm cho nên mình nhận được ít lắm, nhận được auto ít luôn. Mấy cái này nè nhiều khi là mình để cho nó gửi qua thư luôn chứ mình cũng không nhận. Rồi mở cái trận pháp này cho nó full HD cái nữa là ok nè. 5.000 nè, phải xin nhận mấy này nha, chứ mấy này nó không phát cho mấy ông đâu, mấy ông tự nhận á. Tôi thì làm biến nhận cho nên không có nhiều đâu. Bảy mấy ngàn, bảy mấy 80.000. Rồi ghép thôi anh em. Ghép con đông đỏ này, cái nữa là mình mở được trận pháp kim nè. Câu tôn tỏn là sẽ là một trong những cái trận gì ta, 40% gì đó rất là ngon nha. Giờ mình sẽ đi lấy một con lữ bố với lại một con lương thực, tướng kia mình nhiều mà. Đó, tôi có gương hạng bắp phe ghê chưa, gương là gương bắp phe chứ đâu nữa mà mảnh tướng kim. Sao đợt này nó không cho mình nữa nè, tắng mình còn tặng 7 con, kim mình còn 6 con nè, năm qua đúng không ta, năm qua hay lương thực, mà năm qua hay lương thực gì nó cũng nằm trong trận pháp mà, lấy hết 2 con luôn đi. Rồi xong mình lấy con lữ bố nữa đúng không, đây lữ bố là tại tưởng gì như quần lữ bố đây nè, một con sợ nó đơn giản thì thôi vô một trận nữa nè, sao mà đỡ được. Rồi còn trận 40% công nữa, một trận công với là một trận đây nữa này mấy không, đó một tử thượng với hai tư mỹ ha, trận gì thì tư mỹ như trong này tôi còn thì phải xây cái này, con này tôi sắp đủ rồi mấy ông ơi, một mảnh mảnh đi sao mà đỡ được? Để tôi coi ra trong này được nhiêu mảnh ta,
bốn mấy mảnh là được sắp đủ con năm sau rồi nha. Giờ tôi chưa muốn quay, để 60 ngàn, 60 ngàn đi quay lần. Vô đây mình sẽ lấy tư mỹ coi, tư mỹ nè. Rồi ha, mấy cái này nữa để từ từ quay tiếp, quay để cho nó tích điểm cho mình thôi chứ không gì. Cho tích điểm nhận móc cuối này. Đó. Khoan, bây giờ mình sẽ đi qua lượm thêm con tư mỹ nữa nào. Cách tốt nhất là mình chơi mình bằng mảnh đi. 6 61 là vừa đủ luôn thôi, lấy 62 còn dư gan mảnh cho nó dễ. Ok. Thế là mình đã được thêm một chặng nữa, thấy không? Vô lấy thêm tử thượng nữa lụm mình, thấy không? Quá đơn giản. Hai cái trận pháp gấp lên tôi được công 40% nữa đấy mấy ông coi con võ thánh tôi nó sẽ lực cỡ nào đây nè. Lấy tử thượng cái cày. Tử thượng. Đó, còn nào không? Dương vị luôn nè. Lại con nào bên trận pháp tôi lụm hết. Đây con gia các quả luôn nè. Trời ơi, ngô ngô là con gì? Ngô không có ha. Thôi, trước mắt thì mình cứ làm đại cái trận pháp công 40% đi kia. Có một trận công trận cái chánh mình tôi không nhớ là trận nào thôi. Hai con Nguyệt Anh nữa thôi ha. Hai Nguyệt Anh nó mình lụm nè. Cái này thêm hai con chăn cơ, hai con Nguyệt Anh. Rồi hai con lục tốn, hai con du cát, chăn cơ Nguyệt Anh lục tốn du cát. Vậy là mình phải cần bốn cái phù, trong này mình có nhiều cái rồi. Rồi mua thêm ba cái phù nữa, chăn cơ Nguyệt Anh hả, cũng rẻ nên mấy con tướng cam mà nó cũng khá là rẻ, không mắc gì. Vấn đề nằm ở chỗ con tướng đỏ nó khó. Đây ba cái phù, bốn cái phù, ba cái phù với một là bốn, chăn cơ Nguyệt Anh lục tốn du cát phải nhớ mới được chứ không nhớ là toàn à. Rồi thục coi ngụy chăn cơ, mình làm chăn cơ trước đi ha. Đây thì mình sẽ có một hai ba, rồi lấy đại ba con này đi, qua ngụy chăn cơ. Ok, một ba Nguyệt Anh tới tới lộn lộn tới ba con Nguyệt Anh nè, tới ba Nguyệt Anh, ba Nguyệt Anh Quang Vũ mình nhiều quá nè, một hai ba Quang Vũ cho đi luôn qua. Wow, thuộc Quang Nguyệt Anh đó, đơn giản cái này tốn lần có 1.000 vàng chứ nhiêu đâu đúng không, ghẹ gời. Rồi Ngô thì lục tốn, lục tốn thì mình đang có tung quyền quá trời nè, lắm Ngô lục tốn. Trời ơi, 1.000 vàng ra đi nữa, ngàn mấy vàng chứ. Mình mua cái bên bên kia tốn có 1.000 thôi. Du cát đúng không? Đây có bốn quả đà nè, 1 2 3 quả đà cho mày đi luôn. Ấy quả hùng nhiều nè. Lấy quả hùng đi. Để quả đà lại. Quả hùng tới tặng 5 con nè. Đó, quần du cát. Thế là xong. Nó đơn giản anh em. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị có một cái trận pháp hoành tráng lệ nữa rồi. Cái này là bút lên là công lên hơi bị ghê đó mấy ông. Một trận nè. Cái này mình thiếu con Tào Tháo, cái này mình thiếu Lục Kháng, cái này thiếu con Thả Từ. Tào Tháo, Lục Kháng, Thả Từ. Ơi, còn tướng Kim không mấy quan trọng, còn con cuối cùng phải không? Lục Kháng nè. Tào Tháo, Lục Kháng, Thả Từ. Ok, Thả Từ với Tào Tháo nữa thôi. Này chỉ cần 10 mảnh nữa thôi là đủ rồi nè. Đâu có cần 10 mảnh, 8 mảnh là được. Tào Tháo nè. Rồi tới Tả Từ nè, quần Tả Từ. Ô, 100 mảnh nữa thôi. 100, 101. Đó, đây 10 con tướng này là 10 con tướng 4 nước anh em, cho nên cứ để nó đi từ từ, không vội. Rồi, ghép lại hôm đồng qua mình mở thêm mấy trận pháp nữa, mình mở thêm trận đó nữa rồi xong rồi kiếp coi cái trận sau là cái gì mình tính tiếp. Là mình tính là tài nguyên mở trận pháp là phải là tài nguyên free nha anh em, chỉ tốn là tốn tướng cam thôi, còn tài nguyên của nó là từ tướng kim này nọ là miễn phí, từ tướng kim là miễn phí mới chơi nha, chứ chơi khơi bỏ vàng ra chơi khơi là nó hơi phí, cho nên em cứ điểm danh bình thường đi. Đó, trời ơi, nó lên thì 30% nữa nè, phơi mà nó để
Rồi cái này là tiếp tục tốn nữa rồi. Có tướng kim là có sẵn không? Có tướng kim là có sẵn không? Không có nè. Tại vì nó không có tướng kim có sẵn nè, cho nên mình nghĩ không chơi nữa. Rồi mấy ông sẽ vô nhìn nè, ba tỷ giữ lực chiến rồi đúng không? Mấy ông sẽ vô nhìn cái con ấy của tôi chuẩn bị nè. Ba mươi bốn triệu tám sắp lên 35 luôn, thấy chưa? Sao cái này nó cứ chớp chớp, ví dụ này. Tôi xài cái thác sát chiêu đấu rồi này, phải đổi cái thác sát chiêu đấu rồi nè. Bây giờ là mình chơi Nguyệt Lan nó xưa rồi. Giờ qua thẳng cái thác sát chiêu đấu xài luôn ha. Nguyệt Lan giờ chán rồi, giờ đá bể màu không, chỉ cần dục vô là lụm nó quê. Không suy nghĩ gì chứ quê. Đó giờ sử dụng đá xanh là dục đá xanh vô nè, cho nó kích cái mệnh tinh cho vui vậy thôi, kích cho vui thôi anh em. Như cái này mạnh mẽ gì đấy, như là cái gì đó, nó sai sai rồi đấy. Rồi đá xanh nè, ok, kích hoạt lên 3,5 tỷ. Rồi cái này vui thức tỉnh, buồn khỏi thức tỉnh cũng được, không sao, tỉnh luôn cũng được. Ok, cũng được 3 triệu 6 lực chiến nữa, 3 tỷ 52 liền. Quá đơn giản. Còn gì nữa không? Thế này đúng không? Ok, xong. Bắt đầu cái này đèn nó ra đấm nữa nè. Trận pháp tôi vừa luyện xong. Trận pháp vừa làm xong thì tôi đem thằng này ra đi test. Rồi sao mà bấm vô đây nữa? Lộn 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 rồi. Sao nó bị sao á? Thôi lần đấm cho thằng này nó sắp mặt lờ luôn chứ gì nữa. Trời nó. Ngày nào tôi cũng quýnh chừng này, tôi quýnh chừng nào ăn nó thôi tôi mới chịu đó. Tôi phải ăn nó mấy anh em. Sao mà đỡ được vậy nè. Tôi ra link server là mấy ông phải hiểu là tôi phải mạnh cỡ nào, tôi phải mạnh cỡ nào, tôi phải lực như thế nào rồi, đúng không? Chuẩn bị nè, mấy ông chuẩn bị nè. Nè, chuẩn bị nè. Nó quánh trước mình là chắc rồi, ngoài này làm gì có con nào tốc độ hơn nó. Được, hợp lý. Chết đại chiều luôn à. Hai cái bút để kêu. Thấu có thì cấp. Đó, chém vừa lên 20.000 trời. Ghê thiệt. Chém nè, 100.000. Trời ơi. Đam phải nói là phơi phới. Chắc tôi phải lên cái thằng giỏ năm sau á. Riêng mấy ông này là phải chơi thằng giỏ ấy năm sau. Mày quýnh nhiều. Mày quýnh nhiều, 21 cây quýnh phát còn 16 cây. Câu bộ cộng dồn cũng khá là ghê đó. Chơi nó mày hả bưởi. Qua tôi nói tôi tẩy luôn cái bảo vật mà tôi quên tẩy bà nữa. 22 cây, 9 cây đấm một phát, còn một cây, một còn một cây, 27 cây rồi, lên ghê đó, 20 cây rồi anh em, 21 cây luôn rồi, 23 cây rồi, không thấy ghê chưa. Đâm tôi bữa nay là nó phải nói là thuộc cái hạng whip pro. Này nó pha này nó giết chết đổng quyền rồi. Ok, cho nó có cái nội tại. 44 cây, 26 cây. Đấm một phát còn 15 cây, 38 cây. Lật chưa? Phải nói là siêu lực chứ. Phong ấn nó chi trời. Thiệt chứ không muốn phong ấn nó chút nào, cho nó quánh. Mày hả bưởi. 37 cây, 40 cây. Bốn mươi mốt cây ngự. Bên kia nó chỉ có 44 cây thôi.
Bữa nay hôm nay em thấy là tem tôi cái này BK gắt chưa? Siêu gắt rồi đúng không? Đỡ kiểu gì được? 40 mấy cây hay 4 cây? Trời ơi chết luôn hả chữ mà. Đỡ kiểu gì đây? Còn 26 cây kìa, tôi đấm một cái nữa ha. Thì lo mà rung á. Đây nè, 28 cây nè. Trời mày né chứ mày không né là mày đi với tao đó. Còn 23 cây kìa mấy ông, muốn gián tiếp cỡ đó đó. Sao nó đỡ được với tôi bữa nay? Tôi mới bổ sung con chẳng pháp không mà chịu không nổi vậy mà nè. 25 cây hả? Chém một cái đi luôn nè. Một cái một đi luôn nè. Trời ơi tem tôi bữa nay sao nó mạnh thế nhỉ? 47 cây mày quýnh đi. Ý là tôi chưa tẩy luyện đó mấy ông. Nè đỡ nè. Sao mà đỡ được? Trời ơi bữa nay tem tôi nó lật chưa? Mấy ông thấy cái gì chưa? Đừng khinh thường, đừng bao giờ khinh thường cái tem tôi. Đừng bao giờ khinh thường tem tôi. Thằng này là mình đã quấn ăn nó rồi, bây giờ tới chơi cái thằng ship gạch nè. Thằng ship gạch 3 tỷ mốt này nè. Đừng bao giờ khinh thường tem tôi. Từ cái lúc tôi ăn thành cho tới lúc này là quy hoàng nhất rồi đó. Thằng này thì thôi bỏ túi luôn. Thiệt, riêng thằng này tôi nói thiệt với mấy ông là bỏ vô túi bất cứ lúc nào nếu thích. Bữa nay võ thánh tôi nó lực lắm rồi mà. Trời ơi, giỡn quỳ giỡn hoài. Tâm huyết của tôi đúng không? Bây giờ tôi vô tôi rất là chăm chỉ đó. Sao mắt cái giống quần què gì mà nó cứ đâm đầu vô con đại kiều nó quýnh hoài không biết. Cái này nó ăn cái gì cũng vô đấm toàn ngay đại kiều không? Nhớ đại kiều nữa. Nữa đại kiều nữa. Quấn nghe đại kiều xong võ thánh nó ra dưới. Tôi thích con võ thánh ở trên hơn cơ. Nè nè, đỡ. Đỡ. Đỡ, 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 nè nè, đỡ nè. Đỡ, 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 đỡ. Đỡ. Đỡ 28 cây, 25 cây, 18 cây, không có tăng tôi chém nhầm câu với 18 cây. 16 cây bạo kích luôn, sao mà đỡ cho được. Chịu nổi rồi, chịu nổi tôi rồi. Nè, một cây nè. Né cũng chết nữa. Sống luôn tới ghê vậy. Chơi vô thiên là tảng chán. Chơi vô thiên là tảng chán luôn. Đó, tăng ngự luôn lên kìa, ghê đó. Rồi quýnh vô thiên là tảng. Rồi quýnh vô bàn thống thì quýnh vô tay thi. Sao được. Sao chịu nổi. Đây 3 tỷ 2 nè, build đúng tem thì may ra còn chơi được với tôi nha. Ủa ông này ông khác nữa ta? Ủa sao ông này với ông kia nhìn giống giống nhau nhờ? À hồi nãy quýnh tấp dưới rồi nè, giờ mới lên tấp trên. Tấp trên nè. Ông nào hồi nãy bữa 3 tỷ mấy ăn tôi đâu, 3 tỷ 6 ăn tôi đâu đây nè ông này đúng không? Nó chứ ai nữa. Ờ công 32 triệu đúng không? Cái này cũng không lực lắm. Vì ông này, ông này mới bữa đó. Ông này 3 tỷ rưỡi lượt chiến. Gần 3 tỷ 6. À, bill 5 41 triệu công được. Với mấy thằng này, ghi mấy thằng này là mình lụm được anh em bỏ túi. Ông thấy theo tôi này, úp cái chẳng pháp nhẹ thôi mới mạnh chưa. Mai mốt tôi úp thêm nữa. Từ từ đi. Mình whip 13 mà, mình whip 13, mình whip 13 trở lên mà. Cho nên mình điểm danh mà phát mình tới hạn tặng hai con tướng kim lận. Cho nên úp chẳng pháp rất là dễ thôi. Tắn mình còn tới 7 con là anh em yên tâm. Tắn mình còn 7 con lận. Tháng mình dư con phi thăng 3 kìa. Con phi thăng 1 kìa quên. Đó, đại kiều phi thăng 1 đó. Muốn lên chặn thì lúc nào không được. Đại kiều phi thăng 1, phi thăng 0 nó khác biệt chỗ nào đâu. Ông này cũng build 8 rồi nhưng mà không thích. Ông không thích chơi thiên tướng rồi nè. Hợp lý. Rồi 4 mấy triệu công nó có khác. Có khác thì chứ. Trời ơi tôi gõ một cái một đi hết trơn luôn mà. Sao mà đỡ được. Thiên nó tản lia lịa hết trơn kìa.
Phương Hoàng Niết Bàn. Động viên nhiệm vụ của em là làm gì biết không? Phá khiên cho anh. Tài ơi, đem gián tiếp nó nhiều thiệt sự anh em à. Ông này tem của ông để đi ải, để đi boss. Để đi cái quần què gì không biết. Nhưng em thấy ta tụ lực chưa? Phải nói là tụ lực chưa? Lên ông này luôn nè. Ông này nhiêu công? Này bị 432 triệu công. Làm cái không? Làm cái nữa ha. Tem này mạnh quá nè. Này tôi quấn tập trên luôn á chứ. Bữa giờ đụng nghe ông đó là biêu chuẩn á. Nhưng mà chuẩn cỡ nào chị gặp tôi thì sao chuẩn nổi. Tôi quýt chết. Nữa tôi giàu lên tôi build tư mí đồ các kiểu nào đéo vô nữa còn mệt nữa. Nữa tôi build tư mí là con tư mí tôi mà nó ra chặn cái nữa rồi thì mấy ông hiểu rồi đó. Cái này nó quýt nét, nó quýt ngang đại kiều tôi không ta. Con tướng để cho đồng đội chết để mà quýt máu lấy ngự mà nó quýt sao chết queo ngang đại kiều hoài luôn. Nó đại kiều còn sống ngon nè. Sao mà đỡ được. Trời ơi nó mạnh gì đâu mà nói. Đừng có nói tới cái độ mạnh của đại kiều tôi. Như một cái máy điện. Ủa con quan vũ tôi. Thúc cốt thì cấp. Kiểu này tôi bỏ động nguyên ra luôn quá. Động nguyên này nó báo quá. Nó không phải là mục tiêu bị chết. Đỡ đi. Út. Hai cái lặng. Sâu dấu. Sâu dấu. Đỡ kiểu gì trời. Trời ơi nó mạnh. Quá mạnh rồi anh em. Còn gì để chê con hàng tôi đâu. Tại 34 bao gần 35 triệu công thôi mà nó mạnh cỡ đó đó mà. Phải nói như đi tới liên server dài anh em ơi. Đây sắp tới là mình được đi liên server dài. Trời ơi gần 35 triệu công rồi. Chỉ có cái ông đó là ông đối thủ duy nhất của mình thôi. Đúng là xài cái chiếm ưu thế vô với lại bỏ cái qua đà ra anh em thấy nó khác biệt ha. Đúng khác biệt luôn á. Để ngày mai đi mình bỏ cái qua đà vô mình tháo cái này ra đưa cái qua đà vô là anh em biết cái sự khác biệt của nó liền luôn á. BK nó cảm giác như đam nó lực hơn á. Biết Quang Vũ xài cái qua đà cảm giác nó không được lực anh em, nó không được lực cho lắm á. Rồi video hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.